500 dự án bất động sản được gỡ vướng. Những giải pháp từ cơ chế chính sách của chính phủ đã có những kết quả tích cực trong việc giải quyết vướng mắc cho các dự án bất động sản. Chỉ tính riêng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, gần 500 dự án đã được chỉ đạo và dần tháo gỡ khó khăn. Báo cáo tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 33 NQCP và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản diễn ra mới đây. Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Tổ phó Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ cho biết thời gian qua Tổ công tác, Bộ Xây dựng đã làm việc trực tiếp với nhiều địa phương. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổ công tác đã tiếp nhận và chuyển 37 văn bản kiến nghị của doanh nghiệp và người dân đến Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch Đầu tư đề nghị giải quyết tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản trên địa bàn theo thẩm quyền. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo và giải quyết được 67 dự án tương đương 37,2% so với số lượng 180 dự án ban đầu. Trong đó, có 28 dự án theo hướng dẫn, đôn đốc của tổ công tác, 39 dự án qua giả soát của địa phương. Tại Hà Nội, tổ công tác đã làm việc để giải đáp, hướng dẫn trực tiếp và hướng dẫn bằng văn bản đối với khoảng 20 nội dung kiến nghị liên quan đến khó khăn, vướng mắc của khoảng 712 dự án nhà ở, khu đô thị. Hiện Hà Nội đã chỉ đạo giải quyết được 419 dự án, tương đương 58,8% so với số lượng 712 dự án ban đầu và đang tiếp tục giải quyết cho 293 dự án. Ngoài hai thành phố lớn nêu trên, các địa phương khác như thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Thuận, tổ công tác đã làm việc để giải đáp, hướng dẫn trực tiếp và hướng dẫn bằng văn bản đối với vướng mắc của từng dự án. Trong đó, có những dự án lớn tại Đồng Nai như dự án khu dân cư Long Hưng dự án khu đô thị Đồng Nai Waterfront, dự án khu đô thị Aqua City, hay tại Bình Thuận có tổ hợp khu du lịch thung lũng đại dương của tập đoàn Novaland cũng đang được xem xét thảo gỡ. Đánh giá về mức độ tác động của các cơ chế, chính sách, khảo sát tháng 8 năm 2023 của Hội môi giới bất động sản Việt Nam và với hơn 500 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bất động sản, trong đó có 11% doanh nghiệp phát triển dự án, 60% doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ và 29% doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực, cho thấy về nguồn cung. Có tới 43% doanh nghiệp được khảo sát cho biết các cơ chế, chính sách mới được ban hành từ đầu năm 2023 đã có tác động tích cực, rất tích cực tới nguồn cung bất động sản. Về tâm lý nhà đầu tư, dữ liệu khảo sát cho thấy chỉ có 21% doanh nghiệp được khảo sát đánh giá các cơ chế, chính sách mới được ban hành từ đầu năm 2023 đến nay thực sự có tác động tích cực, rất tích cực tới tâm lý nhà đầu tư.